anh em chỉ cần cầm cho mợ đấy là cái mũ vệ thần với cả cái giáp gai là tầm đấy con Hylos nó thuộc dạng bất tử rồi, nó thuộc dạng là bố đời mẹ xã hội rồi, nó thuộc cái dạng mà yếu ai có thể đánh được nó anh em ạ. Đây như ở đây là có cái vị tấn Matis, úi rồi múa, úi rồi đánh, úi rồi đánh, úi ông đánh hộ tôi cái, ông đánh hộ tôi cái, úi rồi ôi, ông đánh hộ tôi cái, vật lý có thể gọi là đánh lại được anh em cả. Và anh em có thể nhìn thấy đúng không ạ? Đây, tầm này mỡ cân đôi. Ui dồi, tôi lại sợ công quá. Ui ôi, đấm tôi hả? Nãy giờ là tôi đang bị đấm hả? Thanh niên kia chạy rồi đúng không? Bỏ lại cái con ghi rock này rồi đúng không? Thế thì ghi rock lên bảng còn gì nữa. Ui dồi, múa. Múa với chúng tôi thôi, cho nên thanh niên đấy chạy. Đây rồi, cầm mũ này. Anh em nhìn này. Bình thường là hồi máu như thế này nha, 251 máu. Đấy, giao tranh đang được đổ ra đấy anh em này. Vẫn đang hồi máu, hồi 41 máu một giây. Ui, không ngán bố con thằng nào cả. Đè Matis ra vụt cho Matis như con. Anh em thấy không ạ? Đấy, cái mũ vệ thần cơ chế mới của nó là như thế đấy anh em ạ. My mission is to protect lives. Ayo, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Và hôm nay chúng ta sẽ lại một lần nữa quay vào trong máy chủ thử nghiệm. Nhưng cái con Hylos này nó không được chỉnh sửa gì ở trong máy chủ thử nghiệm cả đâu anh em ơi. Mà cái set trang bị đồ đã được làm lại ở trong máy chủ thử nghiệm đã làm Mỡ quan tâm ngay đến Hylos. Bởi vì con Hylos ở thời điểm hiện tại nó lên được những cái món đồ như thế này ý, thì Mỡ nói thật với anh em ý là nó khẳng định với cả cái đám những cái chất tướng, đặc biệt là những cái chất tướng đam vật lý của team bạn ý, là chúng mày đang làm cái lề gì thốn và về nhà là gì với cái con Hylos này. Và nếu như mà anh em cảm thấy tò mò cũng như là bị kích thích bởi cái câu chuyện mà Mỡ mới chia sẻ với anh em thì chúng ta sẽ cùng xem video clip này thôi. Và ở đây là thanh niên ôn đớt chỉ vì nông nổi ra muốn vét đi cho mình đó là cái con cua vàng, nhưng cua thì chưa kịp móc anh ta đã phải lên bảng đếm số mạng đầu tiên là dành cho Mỡ trong cái tình huống này. Cái con Hylos này thì thôi Mỡ cũng bật mí luôn cho anh em. Cái điều mà Mỡ muốn quan tâm đến ở trong cái video clip này thì xin mời anh em nhìn ở cái set trang bị ở góc dưới bên trái Mỡ đã để cho anh em rồi. Thì cái set trang bị này chắc hẳn rằng anh em sẽ thấy có một cái sự đặc biệt ở cái trang bị mũ vệ thần mà Mỡ đang lên cho anh em xem. Đấy, đấy là cái trang bị thứ hai. Và kèm theo đó là giáp gai, what the hell? Giáp gai, ông Mỡ biết chơi con này không? Con Hylos bây giờ sao lại lên giáp gai với mũ vệ thần? Rồi thì cái đồng hồ định mệnh của nó đâu? Sao lại lên thành món đồ này? Thì anh em ạ, ở trong máy chủ thử nghiệm hai cái món trang bị là mũ vệ thần cũng như là giáp gai đã được chỉnh sửa sức mạnh. Và chắc chắn trong thời gian giới ăn tới đây sẽ là co item của Hylos luôn. Nhưng khoan ở đây anh em nhìn này, trời ơi, mình Mỡ lùa hai bố đam vật lý đánh như tấu hài nhưng không phải lên bảng điểm số, đó chính là cái vị tướng Matis. Anh ta là rất may mắn, trong khi đó thì Mia team Mỡ có những cái tình huống gọi là rất cố gắng cô ta hạ gục đi được, đó là cái vị tướng ôn đớt, cô ta làm được điều đó nhưng cô ta cũng lên bảng mất tiêu luôn rồi anh em ạ. Rồi đại khái chỉnh sửa đến từ hai cái trang bị mũ vệ thần kèm theo đó là cái giáp gai là như sau. Với cái trang bị mũ vệ thần á thì chỉnh sửa ở đây đó chính là cái mũ vệ thần này trước ngày xưa ấy là nó chỉ có thể hồi được máu ở ngoài giao tranh thôi đúng không anh em. Bây giờ cái mũ vệ thần nó hồi được máu trong giao tranh luôn, tức là khi mà anh em đang đánh nhau với kẻ địch là anh em còn được hồi máu mặc định đến từ cái trang bị mũ vệ thần này. Anh em thấy nó bá đạo không ạ? Mà con Hylos này nó như thế nào anh em? Nó dùng máu và dùng mana để mà dùng skill cũng như là gây kỹ năng đúng không ạ? Thì bây giờ với cái mũ vệ thần này thì gần như là cái con Hylos nó bật skill hai cái vòng trừng phạt lên trắng tốn một cái gì cả, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là cái giáp gai này. Cái giáp gai này cũng đã được có thêm cái chỉ số bởi vì nó đắt hơn anh em ạ. Nó nâng giá thành từ 1.600 vàng lên khoảng thành 2.060 vàng. Cụ thể đây nó sẽ có một cái chỉ số lấy từ bên cái trang bị chiến giáp hoàng hôn sang. Đó chính là ngoài cái việc gọi là tăng tỷ lệ, tăng chỉ số phần trăm phòng thủ lên và gây phản sát thương cho kẻ địch, thì cái trang bị giáp gai này nó còn có được thêm cho mình đó là một cái chỉ số là giảm cái tỷ lệ chí mạng đến từ team bạn khi mà chúng gây sát thương lên những cái vị tướng có giáp gai. Đấy, giảm tỷ lệ chí mạng. Tức bây giờ những cái con như kiểu con gì nhỉ? Con Helcurt K
cao mỡ là gần như là không có đam luôn anh em ạ. Và những cái vị tướng vật lý còn lại thì dồi ôi, tụi này đánh mỡ thì đúng như kiểu là mũi đốt inox đấy. Và sau khi mà anh em cầm được cho mình hai cái coi từng là mũ vệ thần cũng như là cái giáp gai xong ấy, anh em đắp thêm cho mỡ đấy là cái giáp thượng cổ, rồi thì thêm cái chiến giáp hoàng hôn. Chiến giáp hoàng hôn bây giờ nó sẽ theo cái cơ chế đấy là nó sẽ gây sát thương lên phạm vi xung quanh. Thì nói thật với anh em là con hai lốt, khi mà anh em đủ được cho mình năm cái món đồ tanh này thì nó sẽ cần anh em trả lời cho nó hai câu hỏi như sau. Thứ nhất là về nhà để làm gì, về nhà làm cái gì, và cái thứ hai là hỏi thẳng ngược lại cái bọn đam vật lý là ông bắn tôi đi, ông bắn tôi nữa đi, ông bắn tôi hộ cái đây. Như trong tình huống này ở đây là có thanh niên heo cớt đây, ông đánh tôi đi, tôi này đúng rồi, cào tôi đi, cào tôi nhiều vào, đúng rồi, đánh tôi nhiều vào, sao không đánh nữa, chán rồi hả. Và đó là cái mạng chấm dứt đến từ những cái người đồng đội của team mỡ. Ở thời điểm hiện tại chắc là anh em chưa thấy được cái sự khác biệt đến từ cái con hai lốt này đâu, cho nên là anh em hãy chờ đợi thêm một cái khoảng thời gian nữa, khi mà mỡ có được cho mình đó là cái món trang bị gọi là mũ vệ thần là anh em có thể gọi là thấy được rất là rõ rệt. Bây giờ mới chỉ là cái giai đoạn đầu game thôi, anh em chưa thấy được Âu cũng là hợp lý. Thật ra là nói là lên cái set đồ này thôi, anh em chỉ cần cầm cho mỡ đấy là cái mũ vệ thần với cả cái giáp gai là tầm đấy con hai lốt nó thuộc dạng bất tử rồi, nó thuộc dạng là bố đời mẹ xã hội này, nó thuộc cái dạng mà yếu ai có thể đánh được nó anh em ạ. Đây như ở đây là có cái vị tướng Matit, úi rồi múa, úi rồi đánh, ông đánh hộ tôi cái, ông đánh hộ tôi cái đấy là mỡ mới chỉ có à. Với cái lối lên đồ như thế này thì anh em còn ai da đau dở, thôi không sao anh em ạ, kệ đi, mình hết máu mình phải chịu à. Nhưng mà mỡ xin được chia sẻ với anh em là với cái lối lên đồ như thế này thì mỡ khuyên rằng anh em nên cầm thêm cái phản kích. Bởi vì nói thật với anh em ý, anh em cầm được cho mình đó là 5 cái món trang bị này kèm thêm cái phản kích là anh em bất tử luôn. Không một đứa nào gây sát thương vật lý có thể gọi là đánh lại được anh em cả. Và anh em có thể nhìn thấy đúng không ạ? Đấy, tầm này mỡ cân đôi. Ui dồi, tôi lại sợ công quá. Ui ôi, đấm tôi hả? Nãy giờ là tôi đang bị đấm hả? Thanh niên kia chạy rồi đúng không? Bỏ lại cái con G-Rock này rồi đúng không? Thì G-Rock lên bảng còn gì nữa. Múa với chúng tôi thôi, cho nên thanh niên đi chạy. Đây rồi, cầm mũ này. Anh em nhìn này. Bình thường là hồi máu như thế này nha, 251 máu. Đấy, giao tranh đang được đổ ra đấy anh em này. Vẫn đang hồi máu, hồi 41 máu một giây. Ui, không ngán bố con thằng nào cả. Đè Matit ra vụt cho Matit như con. Anh em thấy không ạ? Đấy, cái mũ vệ thần cơ chế mới của nó là như thế đấy anh em ạ. Bây giờ bật cái chiêu hai vòng trừng phạt là không quá là tốn máu rồi. Với việc cứ một giây hồi 43 máu liên tục là như thế này. Và sau khi hết giao tranh là hồi 218. Ôi trời ơi. Thế này nói thật với anh em là khi mà anh em cầm được cái mũ vệ thần như thế này thì những cái con như là Uranus, những cái con như Hylos nó được hưởng lợi là cực kỳ kinh khủng luôn. Thế với anh em là như vậy. Và giao tranh đang được nảy ra và được nổ ra ở đường trên. Đường trên là có mỗi Grump thôi. Ui dồi, thanh niên này bị dồn sát. Ui, gần lên bảng điểm số luôn. Đấy là cái con Amon. Bởi vì lúc đấy là đang có một cái tình huống bật phản kích đến từ vị trí của Grump anh em ạ. Và đây là tiếp tục gọi là va chạm. Ui dồi, tầm tay bắn mỡ chứ có đam. Tầm này thì làm ơn đánh mỡ hộ cái. Anh em thấy không ạ? Nói thật với anh em là mỡ cũng chưa rõ rằng là cái season mùa giải thứ 23 với cái việc chỉnh sửa đến từ Moontoon thì mỡ đang không rõ rằng là nó sẽ khỏe lên hay là cái meta nó sẽ như thế nào. Nhưng mà mỡ nghĩ rằng ở thời điểm hiện tại những cái vị tướng tanker đang được Moontoon quan tâm đến khá là nhiều, điển hình như là Hilda này, rồi thì Minotaur đúng không ạ? Mỡ làm video clip cho anh em xem về Minotaur rồi. Sau đó chỉnh sửa lại những cái trang bị tanh thì những cái trang bị này nó lại phù hợp hơn với tụi tanker như Hylos với Uranus đúng không ạ? Cái mũ vệ thần này là chỉ cho cái tụi đấy. Bây giờ cái mũ vệ thần nó rất là thực tế này, nó hồi máu cả là ở trong giao tranh cũng như là sau và trước giao tranh luôn. Tầm này thanh niên Matit đánh mỡ kiểu gì? Level 8, ôi dồi, lại còn AFK đấy anh em ạ. Thế thì thôi, cụ đi chân lạnh toát, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Quá khỏe cho một cuộc tình. Bây giờ mỡ nghĩ rằng với cái sức mạnh của mỡ tầm này là hoàn toàn có thể gọi là cân 4 hoặc thậm chí là cân 5 đấy. Bởi vì là mỡ có phản kích mà anh em. Tầm này nhìn bi trích chạy trong tuyệt vọng, bắn ung tì của chúng tôi. Ôi dồi, bắn ung tì tôi mất có 1-2 máu, được 1-200 máu như thế này thì bao giờ mới báo hết được cả cái khúc máu to đùng của con hai lốt này. Thề với anh em luôn, đây là một cái con hai lốt mà mỡ nghĩ rằng là anh em nên gọi là quan tâm đến khi mà những cái set trang bị nó đã được làm lại ở trong cái máy chủ thử nghiệm. Cụ thể đây là cái mũ vệ thần hồi máu trong giao tranh và cái giáp gai có khả năng giảm đi cái tỷ lệ chí mạng cũng như là cái lượng sát thương đến từ team bạn. Đấy, mỡ cầm giáp gai rồi, mỡ cầm cái mũ vệ thần rồi, tầm này là bất tử rồi anh em. Tầm này là team bạn gọi 4 thằng 5 thằng ra không đánh được mỡ chắc chắn luôn. Bởi vì trận đấu này thật tình cờ và bất ngờ thì team bạn cũng toàn 5 ông gây sát thương vật lý. 5 ông tầm này không bắn được mỡ. Ui dồi, trụ bắn mỡ tầm này cũng không xi nhê, sát thương chuẩn cũng thuộc dạng là bình thường như cân đường hộp sữa anh em ạ.
có đó là Older ở đường giữa này, khả năng cao là mỡ sẽ thấy đây à. Dựng đại lộ danh vọng để áp sát anh ta nha, rồi cho xin chọc cái. Ok rồi, bây giờ ông chạy đâu? Bây giờ tôi hỏi ông câu, ông chạy đâu? Ông hết tốc hành ông chạy đâu? Úi dồi ôi, bật biểu tượng biểu cái lông nách nhà tôi này, mạng thứ 7 của mỡ luôn. Tiếp đây là thanh niên nào đây? Thanh niên Grock hả? Có dùng ulti để chạy không? Ông bật phản kích là cái gì? Cái phản kích chỉ có tác dụng cho cái bọn đam vật lý, tác dụng gì cho tôi đâu. Tâm này ông chạy kiểu gì? Chạy với chúng tôi này. Bây giờ là tôi cầm thêm cả cái giáp bất khuất này anh em ạ. Không thể cản phá dành cho hỉ lốt luôn. Quá khỏe và quá cứng trong một cuộc tình. Chợ này team bạn đầu game là nghe có vẻ đánh cũng đôi cơ với cả ngang kèo với mỡ. Mà đến thời điểm hiện tại anh em thấy không ạ? Họ bị khuất phục trước một cái con hai lốt cực kỳ bệnh hoạn. Về nhà là cái gì? Bây giờ tôi hỏi anh em viewer, anh em xem video clip của tôi một câu thôi. Về nhà làm cái gì? Khi mà cái mũ vệ thần này nó hồi máu là liên tục, đúng không ạ? Rồi thì bây giờ bọn đam vật lý bơi vào đây. Xin được khẳng định với anh em là cái tụi đam vật lý là toàn lũ đồng bằng rộng rãi luôn. Không có cửa với mỡ anh em ạ. Bởi vì tụi nó làm gì có nhà. Rồi ok, lên đường trên để mà đẩy cái nhẹ tí này. Tầm này mọi người hello. Ở đây lại có thanh niên gì đây? Thanh niên Matit à? Matit anh ta định làm cái gì đấy? Anh ta định cà khịa mỡ à? Này thì cà khịa với chúng tôi này. Cà này, ở chạy đâu cà khịa với chúng tôi này. Ôi dồi ôi. Tầm này nó thuộc dạng gọi là bất tử bố đời đấy anh em ạ. Một con hai lốt với set trang bị cực kỳ kinh khủng. Thật đấy, nói thật với anh em là như vậy. Bởi vì là chắc chắn là mợ đã chơi cái trận hai lốt này đến trận thứ 4, trận thứ 5 rồi. Để mà làm video clip cho anh em xem. Bởi vì mợ cũng phải chọn ra được cho mình một cái set trang bị tối ưu hóa nhất đến từ cái vị tướng hai lốt này. Và mợ nghĩ rằng những cái điều như sau ở một cái con hai lốt này khi mà nó ra mắt ở máy chủ chính thức anh em cần quan tâm này. Thứ nhất là phải có hai món core item là cái mũ vệ thần kèm theo đó là cái giáp gai. Và cái thứ hai là anh em phải cầm được phản kích. Anh em cầm được ba cái món này, tôi nói thật với anh em ấy là đây là cái con tanh có thể nói là mạnh nhất nhì trong Mobile Legends mà Moontoon đã sản sinh ra. Có thể nó nhìn trông hơi bị đù cục mịch, di chuyển nó thiếu cơ động này nọ kia, nhưng được cái nó lì anh em ạ, nó cứng, rất khó để mà có thể hạ gục đến từ cái con hai lốt này. Nhìn nó đi vào giao tranh nó giống như kiểu gọi là không ai có thể ngăn cản được nó anh em ạ. Và ở trong trận đấu này team bạn tự nhiên gọi là đánh nhau nó bị tản mát từ mướt tẩy mé nhỉ anh em nhỉ. Đấy rồi, mạng tiếp theo của team mỡ. Tầm này là mỡ cứ đi thôi. Chiều 2 gần như là lúc nào thích thì bật. Ở đây là có thanh niên đi trịch. Này trịch với chúng tôi này. Đấy bắn tôi đi, sợ không dám bắn hả? Là như nào? Bây giờ nhìn thấy tôi mà chạy thì lấy cái gì mà đánh. Cũng hơi khổ cho team bạn nhưng mà trận đấu này họ có toàn sát thương vật lý anh em ạ. Đấy, nào là Helcurt, nào là bi trịch. Xong rồi Matit và Older. Ôi trời ơi, cái hội này đấm vào người tôi kiểu gì? Cái chiến giáp thượng cổ đã được mỡ cầm rồi. Và cái trang bị cuối cùng sẽ là cái chiến giáp hoàng hôn để có được thêm cái lượng sát thương anh em nha. Và thôi chắc là cái tầm này là lao vào nhà của team bạn xong rồi phá ghẹ, quên mất phá nhà thôi nhỉ. Bây giờ mình phải ép tụi nó giao tranh bằng cái việc mình đứng ở trong nhà của tụi nó cơ. Đây rồi, đây là có con Helcurt làm gì đây? Một cái tình huống Helcurt, tầm này mình không giữ được nó ăn bùa tím rồi. Nó có trừng phạt các thứ kiểu đồ anh em ạ. Thôi lấy cái ultimate của nó nha. Đấy, tầm này nó chạy thì biết làm nào giờ? Vẫn đang rất chạy. Bắn nữa đi. Đúng rồi, bắn nhiều vào. Tôi đang sướng. Ok nha. Mạng thứ 9 đến từ vị trí của mỡ trong cái trận đấu này rồi. Một cái thế trận rất đơn giản. Ông bi trích ông ấy mới chỉ bắn được tầm hai vạch máu ở trên thanh máu của mỡ là lăn đùng ra ngã ngửa. Đấy, bi trích chắc là cũng hiểu rằng là nhiều khi anh em gặp mấy con tanh mà anh em áp đặt thế trận như thế này này là tụi xạ thủ team bạn nó rén nó không dám bắn anh em tiếp đâu. Bởi vì anh em quá cứng rồi. Ở đây là có gì đây? Ấy à, múa với chúng tôi này. Múa. Ông tưởng tôi lên tanh mà tôi không có đam á hả? Múa với chúng tôi. Trời ơi, đánh mà thôi một hồi máu đến từ cái mũ vệ thần nó vẫn đang hồi rất nhiều. Ở đây bắn tôi này, đây bắn tôi đi đấy. Bắn tôi đi. Trời ơi, sợ không có dám bắn đâu. Nhìn như cục kít di động như thế này thì bắn cái lâu nách là thế là thôi, đầu hàng hết game anh em ạ. Chứ đây là toàn bộ video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về hai cái trang bị mới cùng với con hai lốt ở trong cái chế độ thử nghiệm này. Và nếu anh em thấy video clip này thú vị thì đừng quên để lại cho mỡ một like đăng ký kênh nha. Peace.